À, vâng, em xin chào các anh chị các bạn trên kênh mình. Chiều hôm nay thì em lại lên một số đơn giả hạc rừng Yali, và ngày hôm nay là những cái đơn giả hạc hết sức đặc biệt, bởi vì nếu như các anh chị các bạn đã theo dõi em từ một khoảng thời gian rất lâu rồi thì có thể xem lại cái video là Người Tầm Lan, khu bảo tồn nguồn gen giả hạc quý hiếm Yali. Thì đây là những cái số kiến mà em trồng từ ngày đó, khi nó chỉ ngắn chút chút này thôi. Và tất cả kiến ngày hôm nay thì chưa từng có hoa, chưa có mặt hoa luôn, tại vì em nuôi từ những cái con kiến rất là nhỏ ở rừng. Mà đặc biệt là cái cánh rừng mà em lấy đó là một cái cánh rừng có những cái cây giả hạc đột biến như cây vừa rồi em sổ, và đặc biệt hơn đó chính là cái khu ngày xưa em lấy được cây giả hạc năm cánh trắng ở ly, và em vẫn còn để cái tem từ ngày đó đến nay đây để đánh dấu cái vị trí trồng. Thì hôm nay em cũng lên 10 đơn như mọi ngày, và những cái đơn kiến giả hạc này thì đều là còn zin hết, và có những cây thì em có kích kích để lên được nhiều những cái mầm gốc hơn, để cho mình lợi giống hơn về sau, để từ những cái chu kiến nhỏ thì mình có thể nhanh thành những cái bụi giả hạc lớn trong tương lai. Và bây giờ thì em xin đi vào thông tin chi tiết để các anh chị cùng xem, nắm bắt và sưu tầm những cây giả hạc thật ứng ý cho riêng mình nhé các anh chị các bạn nhé. Đơn đầu tiên có giá là 350k với một kiến giả hạc rất là đẹp luôn các chị các bạn, thân già vàng óng với những bộ lá bầu rất là đẹp luôn. Thân thì xanh, có những đường ngấn cổ lá rõ rệt, và với cũng khá khá thân già thì vàng óng luôn ạ. Thân thủ cực kỳ đẹp luôn, giá chỉ có 350k cho sợi ổ số 1 này. Và tiếp theo sang chậu số 2, chậu số 2 có giá là 400k với hai mầm kiến với bộ lá bầu, thân đốm tím và xếp rụt. Không những thế thì đây là một cái dòng thân nù, thân siêu to, như các anh chị các bạn có thể thấy được những cái thế hệ trước đây không ạ. Tuy rằng nó ngắn thôi nhưng cái thân già của nó đã rất là nù rồi, rất là to luôn. Mà khi đó nó chỉ là kiến thôi nhá. Đấy, năm nay cũng không có hoa được, phải sang năm thì mới những cái mầm này mới có cho mình những cái mùa hoa rực rỡ. Đơn số 2, 400k cho một chậu kiến giả hạc gồm có hai mầm tơ và một ki mọc tự nhiên ở trên thân, rất là đẹp luôn. Và tiếp theo em sang đơn số 3. Đơn số 3 là một chậu giả hạc, cây này cũng khá là dài, kích cỡ khoảng 20 cm. Trên thân thì có những cái đường chấm bi, và ở dưới thì em có làm lên một cái mầm nữa rất là tím. Ngoài ra thì nó còn những cái thân già nữa. Đấy, đây cũng là một kiến zin và chưa từng sổ hoa. Và các anh chị các bạn sưu tầm về thì có thể tự mình sổ hóng đến cái mùa giả hạc năm sau để biết được cái mặt bông của mình sổ là mặt bông nó như thế nào. Nếu có duyên thì mình sẽ sổ được những cái mặt bông rất là đẹp đấy. Tại vì cái vùng Yali là vùng lan giả hạc mà nó rất là đa dạng phong phú về mặt hoa, cũng như là cái đặc điểm về khuôn hoa, rồi là những cái nét đẹp trên bông hoa nó trội hơn hẳn những cái vùng giả hạc khác ở lân cận. Đơn số 3 em bán với giá là 500, hai mầm, một mầm lớn và một mầm nhỏ. Tiếp theo chúng ta được số 4. Số 4 có giá là 600 với ba mầm kiến giả hạc đang lên rất là đẹp, đây rất là xanh mướt, lá nhựa cứng và thân thì có những cái đường chấm bi li ti rất là nhỏ. Các anh chị các bạn có thể để ý và thấy được những cái cây giả hạc nó có những cái nét trên thân, trên lá nó mang cái sắc tố khác nhau hoàn toàn. Vì thế thì cái dòng lan giả hạc Yali này được rất là nhiều người ưa chuộng, bởi nó rất là đa dạng và phong phú về mặt hoa cũng như là hương thơm rất là thơm.
Đấy thì chậu số 4 có giá là 600 cho 3 mầm giả hạt rừng Yali đang lên rất là đẹp. Tầm nhìn đến cuối năm sẽ có một cái kích thước rất là tương đối. Rồi, tiếp đến em sang đơn số 5. Đơn số 5 thì em có một mầm giả hạt thân mảnh nhưng lại có bộ lá bầu rất là đẹp. Trên thân thì cũng có những cái đường chấm bi lá bầu. Những cái cây nhiều khi mình chọn những cái cây thân thủ nó to chưa chắc nó lại ra hoa đẹp, trong khi đó những cái cây thân gầy guộc nó lại cho mình những cái mặt hoa rất là xuất sắc. Và chậu số 5 này có hai mầm, một mầm lớn và một mầm nhỏ ở dưới gốc. Em bán chậu số 5 với giá là 400, một mức giá rất là mềm với một cây giả hạt rừng chuẩn vùng miền ở một cánh rừng lan có những cây giả hạt đột biến. Bây giờ thì em sang đơn số 6. Đơn số 6 có giá là 550k với một chậu giả hạt gồm có 1, 2, 3, 4 4 mầm nâng lên, 4 mầm nhưng mà là hai kiến. Đây là một kiến bên này. Còn 3 mầm bên này là một kiến khác. Ở trong chậu thì có những cái cây cỏ nó mọc rất là đẹp. Có thể mình trang trí cho ở dưới chậu này thì cũng không sao cả. Đây, những cái kiến giả hạt với những cái màu lá tím rất là đẹp luôn, đang lên rất là đẹp. Đơn số 6, 4 mầm giả hạt với hai mặt hoa khác nhau, có giá là 550k. Anh chị các bạn hãy xem thật kỹ để mình sưu tầm những cây thật ưng ý nhé. Tại vì đơn em lên ngày hôm nay chậu nào cũng có nét đẹp riêng cả và chậu nào cây cũng khỏe. Và tiếp đến sang đơn số 7. Đơn số 7 em bán với giá là 500. 500 thì được hai mầm giả hạt. Các anh chị có thể, các bạn có thể thấy được cái bộ lá của chậu này cũng khá là đặc biệt, bởi vì là lá có những cái đường đốm tím rất là hay này, trong khi thân con thân nhỏ thì có những cái đường sọc này, sọc tím này chạy trên lá này, rất là đẹp luôn. Ngoài ra thì còn có 1, 2, 3, 4 cái thân già nữa để về mình kích ki, mình làm mầm cũng được. Đơn số 7 với hai mầm tím đẹp có giá là 500, rất là bắt mắt luôn anh chị các bạn ạ, nhìn cực kỳ thích luôn. Đây là những cái con kiến mà em và các anh em thợ rừng lấy từ mùa mưa năm ngoái khi chúng còn rất là nhỏ, và em cũng đã thực hiện cái video là trồng và bảo tồn một cái khu kiến, và ngày hôm nay thì em đã chia sẻ cho mọi người. Và tiếp theo thì em sang đơn số 8. Đơn số 8 thì có giá là 450k với một kiến giả hạt với những cái thân già rất là vàng luôn, ăn nắng không có lên màu, và thân tơ với bộ lá bầu cực kỳ đẹp và thân thì khá là sạch, gần như là xanh sạch luôn. Đấy, em chỉ bán với giá là 450k. Nếu mà các anh chị các bạn nào sành chơi giả hạt, nhìn vào sẽ thấy, sẽ thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đấy, các anh chị các bạn nếu yêu thích chậu nào thì hãy gọi cho em qua cái số điện thoại em để trên tiêu đề nhé. Chậu này thì đẹp rồi, em không cần giới thiệu nhiều, nhìn là biết rồi. Và tiếp đến thì em sang chậu số 9. Chậu số 9 thì có mức giá là 650k. Chậu này thì có rất là nhiều mầm, để em đếm xem nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mầm. 6 mầm với những kích thước khác nhau. Mầm nhỏ này thì 1 cm, 1 cm, 3 cm, cái này khoảng 5 cm, cái này khoảng 15 cm, và cái này gần 20 cm. Một cái chậu nó có tầm nhìn trong tương lai. Cái này mình về mình chăm thì đến cuối năm thì nó sẽ thành một cái bụi rất là lớn luôn, rất là đẹp luôn. Đấy, thì cái chậu số 9 em bán với mức giá là 650.
một mức giá rất là phù hợp với một cây giả hạc rừng chuẩn vùng miền, với một vùng miền có những cái mặt hoa giả hạc đẹp. Đơn số 9 có giá là 650k. Đấy, còn về thân thủ của đơn số 9 thì không còn gì để mà bàn cãi rồi, vì quá là đẹp luôn. Và cuối cùng thì em lên đơn số 10. Đơn số 10 cũng là đơn cuối cùng của ngày hôm nay, có mức giá là 450k. Và trong chậu này thì đây là một cái khúc cây rừng nguyên bản. Năm ngoái nó mọc ở trên đây là có hai kiến, một kiến này năm ngoái nó còn rất nhỏ này, nó đã chăm lên thành một cái mầm rất là tốt rồi đấy. Và ở bên cạnh thì có một kiến nhỏ hơn. Em đây là em có tác động kích vào để cho nó lên được 1, 2, 3, 4 mầm rất là tím đấy. Tổng cộng chậu này có 1, 2, 3, 4, 5, 6 mầm nhỏ và một mầm lớn nguyên bản. Em bán chậu số 10 với giá là 450k. Và ngày hôm nay thì em đi rất là chi tiết rồi, bởi vì hôm nào có ít đơn thì em sẽ lên chi tiết cho các anh chị nắm bắt và dễ dàng sưu tầm hơn. Và bây giờ thì em sẽ xuống video để đăng tải lên YouTube. Và các anh chị các bạn hãy xem thật kỹ và gọi cho em theo số điện thoại em để trên tiêu đề, đó là 0376 523 769, để gọi trực tiếp đến cho em để sưu tầm những cây giả hạc chuẩn vùng miền, những cây giả hạc rừng mà em và các anh em thợ rừng lấy về nhé. Cuối cùng thì em xin gửi lời chào, lời chúc và lời cảm ơn đến các anh chị các bạn đã ghé xem và ủng hộ em.